hết 10.000. À, 50.000 bác trả lại con nhá. Hôm nay lại lại được mẹ cho tiền đúng không? Ừ. Sướng thế. Bác ơi, ôi sao con bác trả tiền, bác trả nhầm cho cháu à? Bác trả nhầm làm sao? Hôm nay bọn mình cho 50.000. Mình phải đi mua pizza tí ha mới được. Bác cho bán pizza lợi chứ. Con chào bác. Bác chào con. Ôi, mày xinh thế, mày có không phải đi học đúng không? Mày lại cho con mua một pizza tí ha. Pizza này à, một cái này 10.000. Dạ. À, 50.000 bác trả lại con nhá. Hôm nay lại lại được mẹ cho tiền đúng không? Ừ. Sướng thế. Má con học giỏi thế, mẹ con cho con tiền là đúng rồi. Đây, 40.000 bác gửi con nhá. Ừ. Về nhá mai con, hôm nào lại ra mua cho bác nha. Con bé này ngoan quá, ngày nào cũng thế, học rất giỏi luôn. Nên là suốt ngày được mẹ cho tiền thưởng. Hôm nay mình bán là cuối tuần nên là cũng không có mấy, bởi vì các bạn đã nghỉ học hết rồi. Hôm nay nhiều vụ hay quá. Ơ, con gái. Mẹ ơi, thần thiền. Đâu, mẹ xem nào, con mua gì nào. Lại pizza tí hon này đúng không? Cái pizza này ăn rất là ngon đúng không? Thế thì bác ấy trả lại cho mẹ bao nhiêu? 40.000 đúng không? Ơ, con ơi, thôi chết rồi, bác ấy trả nhầm cho con rồi này. Đây là đồng 500.000 à, có phải đồng 20.000 đâu. Thôi chết rồi, có phải đi ngay làm bác ấy không? Ừ đúng rồi, chứ không phải bác ấy làm cả ngày cũng không kiếm được cái đồng 500.000 này đâu. Con đi ra trả lại bác đi nhá. Vâng ạ. Ừ, trời ơi, làm sao bán hàng lại bất cẩn thế, lại đưa nhầm tiền. Bác ơi, ôi sao con bác trả tiền, bác trả nhầm cho cháu à? Bác trả nhầm làm sao? Thì chết rồi, bác đưa nhầm cho con toàn 500.000 đúng không? Ừ. Ồ, đồng này là hôm nay bác mang đi để đóng tiền học cho con gái bác. Trời ơi, bác cảm ơn con nhá. Trời ơi, đấy là may có con đấy, vớ phải người khác là thôi rồi đấy. Thế mẹ ở nhà có mấy xem tiền hả con? Vâng. Ồ, còn chưa kịp ăn pizza đúng không? Ừ. Mang ngay ra trả bác đúng không? Đây 40.000 bác gửi con nhá. Ừ. Bác cảm ơn con nhá. Vâng. Ừ. Ôi, ngoan quá. Về nhá. Cắt sao ạ? Con chào bác. Ờ, bác chào con, bác cảm ơn con. Vâng ạ. Đấy, bây giờ bọn trẻ con công nhận là được giáo dục tốt thật đấy. Toàn những đứa tốt thôi. Hôm nay nó mà không trả lại cho mình đồng này thì mình làm gì có tiền để đóng học cho con chứ. Tôi dành dụm cả tháng này cho nó đóng tiền học ấy, thế mà lại trả nhầm. Thôi đúng không, mình phải rút riêng ra. Không thì lấy đâu ra tiền thôi. Nhầm nữa thì chết. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.